Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với chuyên mục Món Ngon. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xuân là dịp để chúng ta có thể quây quần đoàn viên và trò chuyện với nhau trong không khí an lành ấm cúng. Cùng ngắm hoa mai, hoa đào nở, nhâm nhi một chút mứt gừng cay hay là cùng trò chuyện với nhau, tận hưởng bầu không khí giao mùa của năm cũ và năm mới. Những điều đó càng tuyệt vời hơn nếu như chúng ta cùng ngồi bên nhau quanh một bàn trà nóng. Văn hóa trà Việt đã có quá trình hình thành và phát triển rất lâu đời. Theo các cổ thư, An Nam Chí Lược, Vân Đài Loại Ngữ đều ghi nhận các dân tộc Lạc Việt đã uống chè tươi từ xa xưa. Các triều vua ta đã dùng trà thơm làm cống phẩm khi đi sứ Trung Quốc. Nhiều công trình khảo cổ đã tìm thấy những trà cụ, những chén uống trà từ thời Bắc thuộc, thời Lý Trần. Từ những cứ liệu trên có thể khẳng định Việt Nam là một trong những cái nôi cổ nhất của cây chè, và văn hóa uống trà của người Việt ít nhất cũng đã có từ thế kỷ thứ 9. Trong dân gian thì những chứng cứ trà Việt càng rõ ràng hơn. Ông bà ta bao đời nay vẫn truyền tụng câu ca dao: làm trai biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo ngâm nôn Thúy Kiều. Cây chè, văn hóa uống trà xuất phát từ nền văn minh lúa nước phương Nam, sau đó mới du nhập vào nền văn minh du mục của các bộ tộc bờ bắc sông Dương Tử, trung tâm của nền văn minh Hoa Hạ, để rồi lan khắp năm châu bốn biển như ngày nay. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay Khánh Huyền sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một người rất yêu trà, hiểu về trà, để chúng ta có thể tìm hiểu về trà cũng như là cách thưởng trà trong năm mới. Ngọc Lan này, rõ ràng là về trà thì ai cũng biết là trà rất là ngon, rất là thơm, rất là ấm cúng. Nhưng mà cái cách thưởng trà trong năm mới thì không phải là ai cũng biết cách làm sao cho nó đúng điệu, đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì thế mà hôm nay phải nhờ vào Ngọc Lan đó. Cách pha trà thì mình đầu tiên mình sẽ chọn trà trước. Tại vì khi chọn trà mình sẽ chọn được trà ngon, thì trà ngon nó cũng một phần quyết định vô cái bình trà đó. Nhưng mà trà thì Huyền thấy có rất nhiều loại trà. Đúng rồi, ở Việt Nam đã 30 mấy 40 loại trà rồi. Khi chọn mua trà thì mình sẽ nhìn vào cái lá trà. Trà nó còn màu xanh khi mình có thể đưa lên mũi để ngửi. Hít thật sâu, không thở ra vì nó sẽ bị ám mùi trà nhé. Thì khi đó mình sẽ nghe được cái mùi của nó. Nếu mà mùi nó trong lành, nó không bị ám hút trừ sâu, nó không có bị ám mùi khói lửa thì nó ra một bình trà ngon. Xong rồi mình sẽ ăn thử một chút vụn trà. Khi mình thấy cái hậu của nó ngọt. Nhưng mà thật ra trà ngon nó chỉ đóng bước thứ 3 thôi. Người ta nói là nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ thưởng. Thế đầu tiên là nhất nè, là nhất thủy. Cái nước thì mình phải lựa làm sao? Mình sẽ không có nước giếng ở đây, mình sẽ không có nước suối. Thì mình sử dụng nước khoáng. Nước pha trà thì không có được để sôi 100 độ C từ trên bếp rót xuống. Mà mình phải giảm nhiệt bằng cách là bỏ vô bình thủy. Thế còn cái cách pha nữa đúng không? Khi mà pha trà thì mình sẽ lượng trà cho vừa đủ 2-3 người dùng, khoảng từ 20-30 gram trà. Bây giờ mình sẽ dùng phương pháp là tráng trà. Đổ nước thật nhanh, thật mạnh vô trà. Xong rồi sau đó mình sẽ tráng qua để cho trà nó ra cái chất dơ. Mình sẽ cho khoảng 1/3, 1/3 chút xíu thôi. Gọi là thức trà. Bỏ một chút xíu nó sôi vô cho nó nở ra, khoảng chờ khoảng 10 giây. Và sau đó mình sẽ đổ tiếp. Sau khi mình hãm cái phần thức trà đó khoảng chừng 10 giây, mình đổ nước thì mình để khoảng bao lâu thì mình có thể thưởng trà được? Bây giờ thì mình có thể thưởng trà được liền rồi, anh không nên rót đầy. Mà quan trọng á là rót ít thì khi mình uống đến cái ngụm cuối cùng nó vẫn còn được nóng. Trà Mộc Lan đã pha xong rồi thì xin mời chị Huyền nếm thử. Cảm ơn Mộc Lan. Chị uống có thể ăn kèm với lại những cái loại trái cây ngọt mà chị cảm thấy chát. Ngụm đầu tiên thì mình uống nhẹ nhàng thôi để cho nó có mùi. Mình hít vào một hơi, sau đó mình uống một hơi nhỏ thôi. Rồi từ từ nuốt. Thứ hai thì mình sẽ uống nhiều hơn chút xíu để cho nó tràn vô vòm họng. Mình cũng phải chờ chút xíu mình hãy uống. Còn ngụm thứ ba thì bắt đầu mình đã thư thả để thưởng trà. Đầu tiên hơi chát chát, sau đó thì có cái vị ngọt đậm ở lưỡi. Như vậy là Mộc Lan đã chia sẻ với Khánh Huyền và quý vị khán giả để làm sao chúng ta có được một chung trà ngon trong ngày xuân. Tuy nhiên là trên bàn thì Huyền đang thắc mắc rằng là có hai cái khu vực mà Mộc Lan chuẩn bị rất là khác nhau. Bên này nhìn rõ ràng là cái màu sắc rất là cổ truyền của Việt Nam. Thế còn bên này?
À, bên này là trà hoa. Trà này dành cho những người phụ nữ mà không có thích vị chát của trà thì mình có thể uống trà hoa vừa thơm mà vừa tốt cho sức khỏe. À, hèn gì Huyền thấy có những cái loại hoa rất là xinh mà Huyền không nghĩ đây là trà đâu nha. Rồi, thế bây giờ nhờ Mộc Lan lại hướng dẫn tiếp cái khu vực bên này ha. Với trà hoa thì cách pha hay cách uống nó có khác gì với trà Việt Nam không? À, cách pha và cách uống thì nó sẽ khác, nó sẽ cầu kỳ theo một cái kiểu khác. Khi mà mình pha trà hoa thì chị dùng những cái bình thủy tinh á, nó sẽ đẹp hơn vì chị nhìn thấy hoa nở bên trong. Hôm nay Mộc Lan có mang theo trà hoa hồng. Những cái nụ hoa hồng này rất là thơm, mà cũng rất là tốt cho sức khỏe. Còn đây là hoàng cúc. Hoàng cúc này mọc ở vùng Đông Tạng. Hôm nay ngày Tết thì mình sẽ uống trà cúc đi. Bình trà cho hai người thì mình bỏ khoảng từ 20 đến 30 bông. Với hoàng cúc thì mình có cần phải pha cái phần thức trà như là trà Việt Nam không? Cũng có chút xíu thôi. Khi mà mình bỏ nước như vậy là có nghĩa là mình đã hạ được nhiệt độ của trà, không rót nước trực tiếp vào trà hoa và như thế cũng sẽ làm trái hoa và nó mất cái vị trà. Một bình trà vừa cho ba người thì mình phải rót khoảng 300ml nước. Đúng là cái lúc mà mình đang nhìn cái hoa khô, mình không thấy được hết cái bông hoa. Đến khi cho vào nước sôi nó nở ra thì còn đúng hình cái bông hoa rất là đẹp ha. Khi mà mình rót trà thì mình sẽ rót và làm nhiều lần, như vậy nó sẽ đều hơn. Hoàn tất 2 ly trà hoa rồi đúng không nào? Dạ đúng rồi. Khi mình uống trà này thì mình có thể sử dụng chung với lại bánh bích quy, một chút xíu mứt hoặc ô mai. Chị Huyền có thể vừa uống vừa thưởng thức. Cái màu sắc của trà này thì nó đậm hơn là trà xanh của Việt Nam chúng ta. Đúng rồi. Công nhận là uống trà cũng rất là phong phú, bởi vì như Mộc Lan đã chia sẻ rằng riêng Việt Nam chúng ta thôi đã có hơn 30 loại trà rồi. Chúng ta có thể khám phá rất nhiều các loại trà để chúng ta có thể thưởng thức mỗi ngày một vị khác nhau. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thưởng thức những cái loại trà từ các bông hoa như hôm nay Mộc Lan đã chia sẻ. Thì đúng là với loại trà nào thì cũng có một cách riêng, và chính vì điều đó sẽ làm cho thi vị cuộc sống rất là nhiều. Hôm nay thì Huyền xin được thay mặt khán giả cảm ơn Mộc Lan rất nhiều.